Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Sau gần một ngày, tòa dành thời gian để Viện Kiểm soát công bố bản cáo trạng dài hơn 100 trang. Chiều ngày 11 tháng 7, Hội đồng xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu bắt đầu thẩm vấn các bị cáo. Cáo trạng vụ chuyến bay giải cứu cho rằng, từ tháng 9 2020 đến tháng 1 2022, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký, Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhận hối lộ 253 lần, tổng số hơn 42 tỷ đồng. Trong khi đó, bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, từ tháng 6 2021 đến tháng 1 2022, đã nhận hối lộ 49 lần, tổng số hơn 27 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử ngày 11 tháng 7, nhiều bị cáo là đại diện các doanh nghiệp khai rằng các bị cáo Kiên và Tuấn đã không ngại ngần đặt vấn đề với họ về việc chi tiền đổi chuyến bay. Là người đầu tiên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Đoàn Minh Sương, cựu giám đốc công ty cổ phần VisaSun đã khai. Khi xảy ra dịch Covid-19, bị cáo có thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước, bị cáo Sương khai. Quá trình xin được cấp phép, bị cáo không liên hệ với ai, song bị cáo bị ép phải nộp tiền bôi trơn cho cán bộ của Bộ Công an và Bộ Y tế. Theo lời khai của bị cáo Sương, đối với Bộ Y tế, bị cáo đưa tiền cho thư ký của Thứ trưởng, còn phía Bộ Công an đưa cho ông Vũ Anh Tuấn. Qua làm việc, thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Vũ Anh Tuấn yêu cầu bị cáo phải nộp 150 triệu đồng trên chuyến thì sẽ được cấp phép các chuyến bay. Bị cáo Dương thỏa thuận xin bớt và được ông Kiên đồng ý giảm 100 triệu đồng trên một chuyến. Quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay, Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ 3 lần tổng cộng 1,1 tỷ đồng của Đào Minh Dương. Cũng để được cấp phép, tháng 10 2021, bị cáo Đào Minh Dương đã liên hệ với bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, để đặt vấn đề và được ông Tuấn đồng ý giúp xét duyệt với thỏa thuận 100 triệu đồng trên chuyến bay. Đào Minh Dương đã chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Anh Tuấn 4 lần, tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Dương khai mình đã bị gây khó khăn trong việc xin cấp phép các chuyến bay. Sau khi nộp hồ sơ xin cấp phép, bị cáo thường gặp khó khăn khi giấy cấp phép trước ngày bay đúng một ngày. Trong khi đó, để tổ chức một chuyến bay, doanh nghiệp phải đặt cọc tiền thuê tàu bay và trước khi bay một tuần, phải trả 100% tiền thuê. Vẫn theo lời khai của ông Dương, dù bị gây khó khăn, nhưng lúc đầu bị cáo nhất quyết không đưa tiền, khi nhận ra việc nếu không bôi trơn thì không thể kinh doanh. Cuối cùng, bị cáo Dương phải liên hệ xin gặp ông Kiên. Khi đó, ông Kiên đã quát bị cáo, nói rằng đã nộp cho anh Vũ Anh Tuấn 150 triệu đồng trên một chuyến, thì cũng phải đưa cho ông Kiên số tiền tương tự. Còn ông Tuấn thì nói với bị cáo rằng nếu không nộp tiền cho ông ta thì không được cấp phép chuyến bay, và nếu bị cáo không đưa 150 triệu đồng trên một chuyến, thì ông Tuấn không có gì để đưa cho sếp. Bị cáo Dương cho biết thêm, trong một lần tổ chức chuyến bay giải cứu đưa người dân Việt Nam đang mắc kẹt tại Angola về nước, đã tìm đến ông Vũ Ngọc Minh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Angola nhờ giúp. Ông Minh đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục cất, hạ cánh tại Angola với điều kiện mỗi vé máy bay phải nộp cho đại sứ 3 triệu đồng. Công ty của Dương đã tổ chức chuyến bay đưa 298 công dân về nước và đưa cho ông Minh hơn 800 triệu đồng. Cuối phần thẩm vấn, bị cáo Dương xin nhận tội và cho biết đã nộp lại cơ quan điều tra 1 tỷ là tiền Phạm Trung Kiên chuyển trả cho công ty.